Lão Pháp Sư Tịnh Không Tập 115 Các vị đồng học, xin chào mọi người Xin mời xem Cảm ứng Thiên Đoạn thứ 105 Ruột thịt, giận dữ, tranh chấp trai không trung lương gái chẳng nhu thuận ngày hôm qua chúng ta cũng đã đọc qua câu này chúng ta nhìn thấy mười mấy chữ này lại suy nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của chúng ta tại vì sao mà lại có nhiều tai nạn đến như vậy nguyên nhân căn bản thì mười mấy chữ này đã nói được rõ ràng minh bạch rồi nếu như không thể đem tâm hạnh này của chúng ta chuyển biến trở lại thì khổ nạn của chúng ta quyết định là có tăng chứ không giảm quyết định không thể có một ngày chuyển biến tốt có lẽ sẽ có đồng tu muốn hỏi tôi có thể sửa sai người khác thì không thể vậy thì có tác dụng gì cái ý niệm này vẫn là chưa có giác ngộ cũng không phải là người thông minh mọi người đều tranh đi về hai con đường là địa ngục và ngạ quỷ mọi người đều đi như vậy vậy thì chỉ còn có cách là tôi cũng đi theo thôi đây không phải là người ngu si sao mọi người đều đi về địa ngục đạo ta có thể giác ngộ rồi quay đầu lại đi về bồ tát đạo đây là may mắn biết bao cho nên chúng ta ngày nay bất luận là người khác có thể sửa đổi hay không từ trên chính mình mà bắt đầu sửa Bản thân chúng ta có thể sửa Sửa đổi triệt để Chính là tự độ độ tha Mà trong Phật Pháp đã nói Không nên cho rằng Ta và người khác không có liên quan gì Quan hệ mật thiết rất lớn Chúng ta ngày ngày niệm kệ hồi hướng Nhược hữu kiến văn giả Tức phát bồi đề tâm Có kiến có văn trong số nhiều người như vậy cũng sẽ có một hai người sau khi nghe thấy được họ phát bộ đề tâm phát bộ đề tâm thì sẽ sửa lỗi đổi mới thì sẽ tạo ra sự ảnh hưởng đối với xã hội đặc biệt là đối với những thiên địa quỷ thần mà mắt thực của chúng ta không thể nhìn thấy quỷ thần nhìn thấy được thì cũng tán thán ác thần nhìn thấy vẫn là tán thán bạn thật hiếm có cho nên ngày nay sự việc cấp bách nhất chính là phải ngừng tranh luận làm rõ đúng sai diệt trừ tranh luận đây là tùy bệnh cho thuốc đối với xã hội hiện tiền của chúng ta ngày nay chúng ta cũng nhìn thấy cư sĩ lý mộc nguyên đã đưa cho tôi xem một quyển sách nhỏ tên là sư tử hóng trong đó có không ít án văn chương toàn bộ đều là những bài phê bình một cách nghiêm khắc đối với bản hội tập của lão cư sĩ hạ liên cư quyển sách đó của họ tôi nghe nói đã được gửi đến rất nhiều các tòa soạn báo và tạp chí yêu cầu họ đăng tải tạp chí cũng có đăng tải rồi trách móc tôi đã tuyên dương quyển hội tập này tôi tuyên dương quyển hội tập này cũng có một cái lợi ích Tôi tôn sư trọng đạo Lão sư của tôi dạy tôi học quyển sách này Dạy tôi tuyên dương quyển sách này Tôi có lòng tin đối với lão sư Nếu như tôi làm sai đọa địa ngục Thì điều thứ nhất đó là Có thể làm tấm gương cho xã hội đại chúng Đó là cả một đời không trái nghịch với lão sư Hành nghi cả một đời của lão sư Tôi đều nhìn thấy Tôi kính phục Tôi bội phục đến năm dốc sát đất Hành nghi cả một đời của lão sư Ngài Bất luận là đạo đức văn chương Hay là sự tu trì của Ngài Việc hoàng pháp hộ pháp của Ngài Thì rất nhiều người xuất gia Đều không sánh bằng Cho nên Ngày nay dù người trong thiên hạ Đều chỉ trích tôi Thì tôi cũng không thay đổi Tôi nếu như thay đổi Vậy thì tôi chính là nghịch thầy phản đạo rồi Thì tôi sai rồi Các vị có thể phê bình Các vị có thể sỉ nhục hủy bán Tôi thì không thể Bởi vì các vị không phải là học trò của Ngài Tôi là học trò của Ngài Con Thì không thể nói lỗi của cha Học trò thì không thể nào nói lỗi của lão sư tôi có thể làm tấm gương tốt như vậy tôi nghĩ cũng là đủ rồi cho dù đọa địa ngục tôi cũng hoan hỉ hy vọng tất cả mọi người trên thế giới đều biết hiếu thân đều biết tôn sư diệt trừ sự phân tranh cho nên người khác có đối với tôi như thế nào thì tôi cũng không đáp lại một câu người khác đánh tôi tôi không đánh trả lại mắng tôi tôi cũng không mắng lại tôi không có học vấn không có trí huệ không có đức hạnh mấy câu này là lão sư dạy tôi tôi cả một đời phụng hành tôi nhất định cả đời không trái nghịch nhẫn nhường là quan trọng một sự việc lý sự nhân quả sâu rộng vô bờ chúng ta có thể nhìn rõ ràng hay không phật ở trên kinh giáo vẫn luôn nói với chúng ta phật không có định pháp để nói phật thuyết pháp chỉ nắm lấy một cái nguyên tắc là trị tật bệnh xấu của chúng sanh chúng sanh có tật bệnh gì thì sẽ dùng phương pháp đó để đối trị bệnh của chúng sanh mỗi thời đại đều không như nhau tổ sư đại đức đời đời truyền thừa các ngài có trí huệ các ngài hiểu được hiện trạng hiểu cái hiện trạng trước mắt Làm thế nào để y theo những nguyên lý, nguyên tắc Mà Phật đã, đã nói Linh hoạt dẫn dụng phương pháp khéo léo Đây gọi là phương tiện thiện xảo Nếu không mà nói là Thiện xảo phương tiện phải giảng như thế nào đây Thời đại triều tống Vương Long Thư cư sĩ hội tập Chính là thiên xảo phương tiện vào thời đó thì các thư tịch lưu lượng lưu thông rất ít vào triều tống thì vẫn là dùng tay để chép lại chưa có in ấn một người mà muốn trong một đời này có thể đọc được hết năm loại bản dịch dường như đều là không thể nào vương long thư với thân phận địa vị và tài phú như vậy mà cũng không có cách nào để thu thập được hết toàn bộ trong năm loại bản dịch gốc thì ngài chỉ xem được bốn bản sự gian khó này có thể tưởng tượng mà biết được ngài lại dùng cái tâm gì để hội tập thì chúng ta phải có thể thể hội được long thư cư sĩ đã đứng mà giảng sanh nếu như ngài có tội thì sao ngài có thể giảng sanh được chứ ngài làm sao có thể biết trước ngày giờ giảng sanh ngài làm sao có thể sanh tử tự tại được chứ lão cư sĩ hoàng niệm tổ nói với tôi sự phân tranh đối với bản hội tập vẫn còn vài năm Hạ Liên Cư Lão Cư Sĩ khi giảng sanh đã nói qua Sự tranh luận này đại khái có thể phải đến năm 2004 Nghe nói là đến cuối năm thân Tất cả Yêu ma quỷ quái Dần dần biến mất tại thế gian chánh pháp cũng dần dần phục hưng trở lại thời đại này là pháp nhược ma cường đệ tử phật rất đáng thương phải lãnh nhận hết thảy sự sỉ nhục lãnh nhận hết thảy tai nạn chỉ cần có lòng tin kiên cường không lay chuyển thì chúng ta có thể đem ngọn lửa này truyền lại Bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ này Thực tại mà nói chúng tôi cũng vô cùng quan hỷ Nghề này lưu thông trên toàn thế giới Chúng tôi đã thống kê sơ lược về số lượng Thì Đại Khái cũng có khoảng 10 triệu quyển Đây là lượng lưu thông trong 10 năm 10 triệu quyển Kinh đã được lưu thông trên toàn thế giới Tôi nghĩ nếu mà có pháp lực thần thông lớn hơn đi nữa Muốn đem những kinh này tiêu diệt Thì thật sự không phải là một việc dễ dàng Huống hồ là có tam bảo gia trị Long thiên bảo hộ Chúng tôi rất có lòng tin Cho nên ngày nay chúng tôi xử thế Chúng tôi giảng kinh thuyết Pháp tổng tiêu đề luôn là học vi nhân sư hành vi thế phạm ý nghĩa của hai câu này chính là yêu cầu tâm hành chúng ta phải là một tấm gương tốt đối với xã hội đại chúng ngày nay xã hội đại chúng cạnh tranh không từ một thủ đoạn nào để cạnh tranh vậy chúng ta phải làm thế nào nhẫn nhường Không nói lại lỗi lầm cũ Không tăng thêm người ác mới Chúng ta phải thực hiện Người hủy bán chúng ta Người sỉ nhục chúng ta Người hãm hại chúng ta Chúng ta tôn kính đối với họ Quyết định là không có một tơ hào nào oán hận Nếu có một mảy may oán hận Thì chúng ta không phải là học trò của Thế Tôn ở trong thuận cảnh thì không khởi tham ái trong nghịch cảnh thì không khởi sân hận luôn luôn giữ gìn tâm thanh tịnh bình đẳng giác của mình dùng chân thành từ bi để xử sự đối người tiếp vật đây là phật dạy chúng ta chúng ta phải nên học tập Thế nào là trung lương Thế nào là nhu thuận Chúng ta hãy xem chữ trung này Chữ này cũng là một chữ hội ý Cây tâm này phải nằm ở giữa Không thể lợi Lợi thì là tà rồi cho nên trung và thành là cùng một ý nghĩa phải đem cái tâm đặt ở chính giữa nhà phật nói trung đạo để nhất nghĩa nhà nho thì nói là trung dung không thể nào có một mảy may thiên lệ tà giải thế nào là tà giải trong thường cảnh thì bạn hoan nghĩ tâm của bạn lệch rồi ta rồi Ở trong nghịch cảnh Thì bạn sanh phiền não Bạn sanh sân nhuế Thế thì tâm của bạn cũng lệch rồi Cũng ta rồi Bạn ở chỗ này mà thế hội Thế nào gọi là trung Trung chính là nhất tâm bất loạn Mà trên kinh Di Đà đã nói Nhất tâm thì chính là trung Nhị tâm thì không trung Nhị tâm là lệch rồi Ai có thể làm đến được trung gì? Trên kinh hoa nghiêm đó là tiêu chuẩn pháp thân đại sĩ lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước thì tâm bạn mới trung. Bạn có phân biệt chấp trước thì cái trung này liền không còn. Lương là thiện lương, trung thực hiện ở trên hình tượng. Thì là thiện lương Cái ý này chúng ta phải nên hiểu Còn nhu thuận Thì nhu là nhu hòa Bạn xem thế giới ngày nay Người phụ nữ mạnh mẽ thật là khó nghe rất là kiên cường mạnh mẽ thật khiến người ta phải e sợ thuận là gì tùy thuận tánh đức cách nói này thì tiêu chuẩn cao rồi phàm phu chúng ta làm không được Chúng ta đem tiêu chuẩn hạ thấp xuống Tùy thuận Theo sự giáo huấn Của Thánh Hiền Thế Xuất Thế gian Việc này thì chúng ta có thể làm được Thánh Hiền Thế Xuất Thế gian Khi giữ cái tâm Hành sự Thì các ngài Đều tùy thuận tánh đức Đều là lưu lộ ra từ trong tự tánh Đặc biệt là Thích Ca Mâu Ni Phật Đã thể hiện cho chúng ta xem Là tánh đức viên mãn Hiển lộ ra Thánh hiền thế xuất thế gian Đã làm ra tấm gương cho chúng ta rồi Cổng lão phu tử Thị hiện cho chúng ta là ngũ đức Chúng ta phải ghi nhớ Phải học tập Ôn lương cung kiệm nhượng Ôn chính là nhu Ôn nhu Thiện lương Cung kính nhẫn nhường tiết kiệm đây là ngũ đức của phu tử đây là chúng ta phải nên học tập hai chữ nhu thuận này đều nằm ở trong ngũ đức cho nên ý nghĩa của chữ chúng ta phải nên hiểu rõ. Nam nữ kết thành vợ chồng. Không phải là sự việc của riêng hai người các gì, là sự nghiệp Bồ Tát. Là sự nghiệp giáo hóa chúng sanh. Là làm mô phạm cho tất cả những cặp vợ chồng, tất cả những gia đình ở thế gian này là sự việc như vậy nếu bạn hiểu sự việc này thì hết thảy chúng sanh được độ rồi hết thảy chúng sanh đều lia khổ được vui rồi đây là công đức lợi ích đây là một cặp vợ chồng bồ tát tu được Họ là hành Bồ Tát đạo, họ là đến để thị hiện độ chúng sanh. Là làm tấm gương tốt cho người thế gian. Đây gọi là tại gia học Phật. Nếu như không hiểu cái đạo lý này Vậy thì việc học Phật của chúng ta Không phải là uổng công rồi sao Thậm chí là tôi còn nghe có một số Đồng tu học Phật Khi chưa học Phật thì vẫn không sao Sau khi học Phật rồi thì gia đình bất hòa Ngày ngày cãi nhau Họ còn tự cho rằng Chính mình đã tu không tệ Tu rất tốt Người còn lại trong nhà không học Phật đều sẽ đọa là Tương lai sẽ đọa vào trong tam độ Đây là việc quan toàn Hiểu lầm đối với Phật Pháp Ở trên kệ khai kinh nói Nguyện giải như lai chân thật nghĩa Thì bạn biết được việc này khó biết bao Đã hiểu sai đi ý của Phật Nghĩ đến ở trên kinh giáo Phật thường hay nói Bồ Tát ở nơi nào cũng đều khiến cho hết thầy chúng sanh sanh tâm quan hỷ Còn vì Bồ Tát học Phật này Ở trong gia đình mình lại khiến cho cả nhà sanh phiền não Vậy họ đã học Phật như thế nào đây? Nếu họ thật sự là người học Phật Trong gia đình có một người học Phật Thì cả nhà đều hòa thuận vui vẻ Đây mới là như Pháp Vì sao mà cả nhà hòa thuận vui vẻ vậy? Vì lục hòa kính chúng ta hãy xem ngày nay những gia đình học Phật những tự diện học Phật các đạo tràng của cư sĩ học Phật tương tự như là cư sĩ lâm hay là các liên xã vậy chúng ta tỉ mỉ mà quan sát có đạo tràng nào mà hòa thuận vui vẻ không Cái đạo tràng ở nơi đây thì đại chúng hòa hợp êm thấm Hòa khí thì nhất định sẽ hưng dưỡng Trong làm ăn buôn bán Thì nói là hòa khí sinh tài Gia hòa giảng sự hưng Có một người chân thật tu Người đó sẽ lấy thân mình làm gương Tự mình làm biển hình Làm tấm gương nhất định có thể cảm hóa được người cả nhà nếu bạn không tin bạn có thể đi đọc các sách cổ xưa vua thuấn làm thế nào để có thể cảm hóa cả nhà vậy gia đình của ngài là khó cảm hóa nhất là không dễ gì cảm hóa nhất ngài lại có thể cảm hóa nguyên nhân là gì chân thành từ bi trí huệ bạn chỉ cần có ba điều kiện này thì không có ai mà không thể cảm hóa nếu không thể cảm hóa thì trong ba điều này ta đã bị thiếu rồi ta đã làm chưa đủ làm chưa đủ tốt nếu quả nhiên có thể làm được viên mãn thì làm gì có chuyện không thể cảm hóa được chứ cho nên chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực y giáo phụng hành phải làm được người nam phải làm được trung lương người nữ phải làm được nhu thuận xử sự đối người tiếp dịch nhất định là phải học nhẫn nhường nhất định là không tranh các vị đồng học Xin mời xem Cảm ứng Thiên Đoạn thứ 106 Có hai câu Bất hòa với vợ Chẳng kính trọng chồng Hai câu này Là nói về vợ chồng Vợ chồng là nhân luân Căn bản Mấy ngàn năm qua Giáo huấn Của cổ thánh tiên hiền Đã đem cái vấn đề này Làm thành việc trọng tâm Giáo huấn của nhà Phật Nhà Nho trong lúc giảng giải chúng tôi cũng thường hay nhắc đến họ dạy bảo chúng ta trên thực tế chỉ có ba sự việc chính thứ nhất là để cho chúng ta hiểu rõ được mối quan hệ giữa người với người đây chính là giáo dục luân lý sự việc thứ hai là dạy chúng ta hiểu rõ mối quan hệ giữa người với hoàn cảnh tự nhiên cũng chính là chúng ta đối diện với cuộc sống xã hội hiện thực việc thứ ba là để chúng ta hiểu rõ mối quan hệ giữa người với thiên địa quỷ thần mối quan hệ với cả vũ trụ những việc này đều hiểu rõ thấu triệt rồi thì đây là trí huệ chân thật trong nhà phật thì gọi là đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh trong những mối quan hệ này thì hạt nhân thật sự là nằm ở vợ chồng cho nên luân lý giáo dục luân thường này vợ chồng là cùng nhau sống chung một gian phòng đây là phạm vi nhỏ nhất bên ngoài gian phòng thì là gia đình trong gia đình thì trên có cha mẹ dưới có con cái ngang hàng thì có anh chị em đây là gia đình bên ngoài gia đình là xã hội là quốc gia quốc gia thì trên có người lãnh đạo có người lãnh đạo và người được lãnh đạo ngang hàng thì có bằng hữu có đồng học đây là xã hội của ngũ luôn dùng lời của người hiện nay mà nói đây tự nhiên là một cái đa nguyên văn hóa tuyệt đối không phải là một đơn nguyên văn hóa nó là đa nguyên nếu như hạt nhân đều làm không tốt vợ chồng bất hòa thì gia đình này có thể hòa thuận hay không? Xã hội còn có thể an định không? Quốc gia còn có thể thái bình không? Hết thảy đều không thể nói được rồi Cho nên cái gốc của các thung họa phước Là ở đâu? Là ở trong cái nhà của bạn Biết được cái đạo lý này thì mới hiểu được trung quốc vào thời xa xưa nam nữ kết hôn hôn lễ đó vì sao lại long trọng đến như vậy vì sao lại rườm rà như vậy không gì ngoài việc biểu thị đây là sự việc trọng đại của cuộc đời cuộc đời này kết hôn không phải là chuyện riêng của hai người các bạn mà là một đại sự của cả nhân loại. Các chị thử suy nghĩ xem, sự hương suy của cả gia đình, sự an nguy của xã hội, sự hưng vong của quốc gia, hòa bình và động loạn của cả thế giới, thì cái gốc là ở chỗ này. Đây gọi là đại sự. Chúng ta lại xem xã hội ngày nay ở Trung Quốc. Hay nước nào thì cái góc này cũng không có Ngay cả cái gốc cũng nhổ mất rồi Nếu muốn xã hội không động loạn Đây là việc không thể rồi Người xưa nói là Gia bất gia Tắc quốc bất quốc Nhà không giống nhà thì nước cũng không giống nước nữa rồi Gia đình như thế nào thì giống gia đình vậy Vợ chồng phải hòa thuận cho nên ngày trước cho dù là vợ chồng có tranh luận hoặc là có việc gì đó không vui họ đều nghĩ đến những ảnh hưởng này là rất lớn sẽ ảnh hưởng đến sự an nguy của cả xã hội ảnh hưởng đến họa phước của hết thầy chúng sanh nghĩ đến điểm này thì tâm bình khí hòa rồi, cũng chính là cái gì cũng có thể nhẫn. Cái gì cũng đều có thể nhường, đôi bên đều có thể nhẫn, đôi bên đều có thể nhường một bước thì gia đình này liền hòa thuận. Ngày nay đạo lý này không có người giảng, cũng không có nghe thấy. xã hội ngày xưa Một thế kỷ trước Cha mẹ vẫn còn dùng những đạo lý này Để dạy bảo con cái Lão sư cũng dùng đạo lý này Để giảng dạy cho học trò nghe Chúng tôi từ nhỏ vẫn còn nghe được điểm này thế nhưng những người nhỏ hơn tôi năm tuổi thì đại khái là không được nghe nữa rồi đều không nghe thấy lớn hơn tôi năm tuổi thì được nghe nhiều hơn tôi ấn tượng sâu sắc hơn tôi hàng quán trưởng của chúng ta lớn hơn tôi năm tuổi mà đối với những đạo lý này được nghe nhiều hơn tôi biết được Cái căn bản làm người Đây là luân thường đại đạo Là nền giáo học cổ đại Có thể nói là mãi cho đến những năm cuối triều thanh Đến thời dân quốc Mới bắt đầu xem nhẹ sự việc này Nửa thế kỷ gần đây Thì không có người nào đề xướng vấn đề này nữa Trong mắt Chỉ chú trọng Khoa học Kỹ thuật công thương nghiệp Làm thế nào để được giàu nhất Trên dưới Đều tranh lợi người ở chức vị nhỏ hơn lại nhìn người chức vị lớn hơn họ liền học tập liền nói theo cho nên ngày nay người trên toàn thế giới đều đang tranh danh đoạt lợi việc này làm sao được chứ thế giới này còn có thể ở được sao chúng ta có thể nói là bất hạnh nên sanh vào thời này. Phải nhận chịu hết mọi sự dày dò. Nhưng cũng có thể nói là chúng ta may mắn được sanh vào thời đại này. Tận tâm tận lực vì chánh pháp là một chút việc tốt. Cứu cánh có thể làm được bao nhiêu Thì không cần phải để ý Chỉ lo việc cày bừa Không cần lo việc thu hoạch Thậm chí là Như cổ thánh tiên hiền đã nói Biết không thể làm Mà vẫn cứ làm Đây là Bồ Tát Đây là Đại Từ Đại Bi đây chân thật là sự nghiệp cứu thế cho dù chúng ta trong đời này hiện tại không nhìn thấy được quả báo quả báo của chúng ta là ở trong đời sau là ở kiếp sau việc cày bừa gieo cấy này cũng như phật đã nói là trồng xuống hạt giống bồ đề cho chúng sanh hạt giống này sẽ không bị tiêu mất ở trong a lại gia thức của họ sau khi họ thọ nhận hết những khổ nạn nghiệp chướng được tiêu trừ rồi thì hạt giống thiên căn này sẽ phát triển ngạn ngữ thường nói phong thủy luân lưu chuyển đây là một cái đại phong thủy đại chuyển biến người thông thường hay nói là một ngàn năm chuyển biến một lần Người Trung Quốc nói 30 năm chuyển biến một lần, đó là chuyển biến nhỏ. Cái thế kỷ này là đại thế kỷ. Đây là một sự đại chuyển biến. Chúng ta may mắn có được thân người, được nghe Phật pháp còn có thể nghe được cái đạo lý này. Đây là một diệt thật hiếm có thật là không dễ dàng trong phần chú giải đoạn vừa mở đầu vợ chồng hòa thuận sau đó gia đạo sẽ hưng thịnh câu nói này là chân lý dính hằng bất biến Đạo lý này dùng vào bất kỳ chỗ nào cũng đều chính xác Đều chuẩn xác Cái đoàn thể nhỏ này Trong đoàn thể nhỏ mà trên dưới đều có thể hòa mục Thì đoàn thể này hưng dưỡng rồi Rất nhiều đồng tham đạo hữu của chúng ta Từ các nơi trên thế giới Đến Singapore này tham học Nhìn thấy cư sĩ Lâm Các vị xem có nhiều người như vậy Mà trên dưới điều hòa một vui vẻ Không có tranh luận Không có cãi giả Không đánh nhau Thật là đáng ngưỡng mộ Đều hướng về lý hội trưởng mà thỉnh giáo các vị làm sao có thể làm được tốt như vậy việc này đáng để cho chúng ta sâu sắc suy nghĩ đáng để cho chúng ta phản tỉnh có thể làm được đến chỗ thành tích này có hai nhân tố người làm lãnh đạo thì đại công vô tư đây là một nhân tố quan trọng nhân tố thứ hai là đạo tràng này ngày ngày đều giảng kinh mọi người không thể hiểu được đối với những đạo lý sâu sắc nhưng với những đạo lý nông cạn này thì có thể hiểu hai nhân tố này là vô cùng vô cùng quan trọng con người mà có tư tâm thì nghiệp xấu ác sẽ sanh thói hư tật xấu gì cũng đều sanh ra con người mà không hiếu học thì nhất định là từ sáng đến tối đều khởi vọng tưởng mỗi người khởi vọng tưởng đều không như nhau thế là sẽ có sự tranh luận thì sẽ có mâu thuẫn Sẽ có xung đột Làm sao có thể hòa một chung sống đây Chúng ta là phàm phu Phàm phu mỗi ngày Đọc kinh Nghiên cứu thảo luận Mục đích thiển cận nhất Chính là xây dựng nhận thức chung tiêu trừ vọng tưởng tạp niệm của chúng ta sau khi dần dần thâm nhập thì tự nhiên sẽ có thể buông bỏ được vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình tùy thuận theo giáo huấn của phật bồ tát xây dựng nhận thức chung như vậy cái đoàn thể này mới có thể chung sống hòa mục Chúng tôi làm có đủ hay chưa Vẫn là làm chưa đủ Chỉ là tốt hơn so với những nơi khác một chút Thế nhưng Nếu như chúng tôi so sánh với cổ Đại Đức Thì chúng tôi vẫn còn kém quá xa Quá xa Danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần Phải buông bỏ triệt để Tới chúng đồng tu Chúng ta đều phải nên ghi nhớ Sau khi buông bỏ Thì tiền đồ là một mảng quan minh Tâm địa tự nhiên sẽ được thanh tịnh tự tại Thường sanh trí huệ Không sanh phiền não Có một mấy mây tự tư tự lợi Thì bạn cũng không có cách nào Để không đọa lạc Đọa lạc vào đâu vậy? đọa lạc vào trong phiền não âu lo những thứ này chướng ngại trí huệ của bạn chướng ngại phước đức nhân duyên của bạn phật ở trên kinh thường nói thiện căn phước đức nhân duyên đều không có Cho nên câu nói này Đạo lý của nó Đại đạo lý Lợi hại của nó Chúng ta phải sâu sắc mà suy nghĩ Phải bình tâm mà lĩnh hội Người xưa Vợ chồng Cả một đời Trọng nhau như khách Giáo dục gia đình quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Một đứa trẻ từ lúc sanh ra cho đến 6 7 tuổi tiếp nhận chính là sự giáo dục của cha mẹ. Cái giáo dục này là gốc. Sau 6 tuổi 7 tuổi thì lại thân cận với thầy thầy lại từ cái gốc này giúp cho được dung bội hơn khai hoa kết quả. Ngày nay dù cho vị thầy có tốt đến đâu đi nữa cũng không thể nào dạy học sinh, vì sao vậy? Gốc không còn. Giáo dục của nhà Phật thì cũng vẫn là phát triển từ trên cái gốc này không có gia giáo tốt đẹp mà bạn xuất gia thì phật cũng không dạy nổi bạn rồi cho nên nói là phật pháp là sư đạo sư đạo được xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo Các vị phải đọc sách xưa Đọc tiểu học của Trung Quốc Đây không phải là nói trường tiểu học của ngày nay Mà tiểu học của Trung Quốc Chính là nói làm thế nào Để dạy dỗ thiếu niên nhi đồng Là nền giáo dục dở lòng Đây là thuộc về tiểu học đặc biệt xem trọng luân lý đạo đức ngôn ngữ biết được phải nên ăn nói như thế nào cha mẹ tôn trưởng nhất cử nhất động nhất ngôn nhất hành đều là làm tấm gương tốt cho con cái trong gia đình Họ đều có trách nhiệm Cho nên trẻ nhỏ Mỗi ngày mắt của chúng nhìn thấy Tai của chúng nghe thấy Đều là cấm rễ ở chỗ này Cả một đời đều không thay đổi Cái gọi là Thói quen hình thành từ nhỏ Quen rồi thì thành tự nhiên Từ nhỏ đã huân tu chúng ta đến cái tuổi tác hiện tại mới nghe được những lời này sau khi nghe được rồi mà có thể tiếp nhận có thể tin tưởng có thể tư duy có thể phụng hành đây là thiện căn phước đức trong đời quá khứ mà Phật pháp đã nói. Chúng ta ở trong đời này không có ai dạy cả. Chúng ta trong đời quá khứ vẫn là có cái gốc này. Cho nên sau khi tiếp nhận Phật pháp, nghe được giáo huấn của Phật thì cái thiện căn này mới phát hiện ra. Cái thiện căn này không phải là ở trong đời này. Mà là được dung trồng từ đời trước Vẫn là hữu dụng Có thể khởi được tác dụng Người có thiện căn phước đức sâu dày Thiện căn là sau khi nghe Thì hiểu rõ những đạo lý này Đây là thiện căn Phước đức là sau khi hiểu được Liền hướng về Một lòng một dạ đi làm đem nó đi thực tiễn đây là phước đức chúng ta có thể nghe được phật pháp có thể đọc được thư tịch của người xưa đây là duyên phận những thư tịch cổ xưa này vô cùng quan trọng Chúng ta ngày nay Diện tích đạo tràng quá nhỏ Chúng ta cũng có một số thư tịch Không có nơi để cất giữ Sư Hoàng Thầy phải chú ý một chút Những thư tịch mà chúng ta mang về từ Mỹ Nếu như cứ luôn để ở trong kho như vậy E là sẽ bị mối mọt ăn hư hoại hết Sẽ bị hư hỏng hết hoàn toàn Phải nên thường xuyên đi kiểm tra Lúc trước Tôi có vài thùng sách gửi ở nhà của một người bạn Nửa năm không có ai coi sóc Ông gọi điện thoại cho tôi Bảo toàn bộ đều bị mối ăn hết rồi Mấy thùng sách toàn bộ đều bị hư hỏng hết Vô cùng đáng tiếc nơi mà chúng ta để đồ đạc ẩm mốc sẽ sanh mối mọ vậy thì quá đáng tiếc nếu như không có nơi để cất giữ thì chúng ta có thể quyên tặng cho các trường học nhìn xem xung quanh khu vực chúng ta có trường học thì đem đi tặng cho họ không nên để cho nó bị hư hỏng mất nếu bị hư hỏng chúng ta là người có tội rồi chỗ chúng ta không có nơi cất giữ thì mau đi quyên tặng trong sự cảm nhận của tôi mấy tháng qua Có thể là một phần đã bị hư hỏng rồi Con người cần phải nên đọc sách Phải cố gắng nỗ lực đọc sách Phải rõ lý Làm thế nào để có thể cứu giảng chính mình Giúp đỡ người khác Ở trong thời đại này Đây chính là sự nghiệp của Bồ Tát Chân thật phát Bồ Đề Tâm Hành Bồ Tát Đạo Phải từ cái luân lý căn bản nhất Để mà thực hiện Được rồi, hôm nay thời gian đã hết Chúng tôi chỉ nói đến đây thôi A-di-đà Phật sĩ địa chỉ email vòng tay cư sĩ a gmail.com người đọc hạnh quang phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật